close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Rồi, xin chào anh em. Hôm nay thì bên tên của chúng tôi tiếp nhận lắp đặt mới một bộ phuộc cho Innova. Và trước khi lắp đặt thì ở bên chúng tôi sẽ có một quá trình, quy trình kiểm tra sơ bộ dàn gầm. Rồi, mời anh em theo dõi chúng tôi làm việc. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra sơ bộ cao su rotin càng A để xem phát hiện kịp thời những tiếng kêu lạ và khắc phục cho khách hàng. Rotin tay lái chưa hỏng rơ nha, ok. Vặt đạn ok. Rotin giữ A càng A dưới và cao su cũng ok, của khách hàng ok nha, không bị vấn đề gì nha. Và rotin càng A trên ok. Mấy anh em đại lý nhớ nha, mình kiểm tra tổng quát sơ bộ qua chiếc xe của khách hàng mới bắt đầu tháo ráp thay phục tin vào nha. Bánh minh tài cũng không có gì nha, rotin bạc đạn rồi ok hết. Rồi vì sau mình cũng kiểm tra ha, càng A rồi ha, bỡ lo xo rồi, cao thu chân dằn rồi không có ha, dằn gầm là mình kiểm tra sơ bộ là không có gì hết. Rồi giờ anh em bắt đầu hạ rồi mới thay ấm nhúng tin ha. Trước khi quy trình mình mở ấm nhúng á thì anh em đại lý nhớ là mở những cái liên quan tới ống nhúng trước, những cái bát dầu nè, bát dây điện của ABS nè, mình tháo rời ra trước ha. Những cái nào liên quan ống nhúng mình cứ tháo rời ra trước ha. Đây là của thằng Innova cho nên mình tháo bát xong rồi thì mình mở ba con trên trước ha. Đó nó quằn cái chữ A cho nó dễ. Đó, ba con bánh bèo xong rồi mình sẽ bắn cái càng chữ A này. Càng Innova thì phải bắn cái càng chữ A này ra. Mấy bạn mở cái càng chữ A này ra đó. Thấy ha. Cái dầu thắng này, đừng để nó chằn quá. Thấy không? Rồi mới mở chân con ống nhúng. Đó, cái con chân ống nhúng. Mình rút cái chân ống nhúng ra rồi mình sẽ đè cái bờ chữ A xuống. Mình rút cái ống nhúng ra. Ok, vậy là quy trình mở được ống nhúng. Rồi anh em đại lý ấy là cạo, mình cạo ra ha, cạo ống nhúng ra ha. Thằng Innova này cái bánh bèo không xay được, nó không có đặt đạn xay cho nên mình phải chú ý khi mở chiều nào thì mình chú ý chiều đó. Đó, giữa cái ti này nó nằm giữa hai con boron. Một tam giác, nó sẽ nằm ở giữa. Ha, anh em dễ đỡ mình ráp vô nó cho nó chuẩn, mình khỏi mấy công. Đây lò xo và chập bụi, những cái lông đền và cao su rin nó giữ lại, xài lại hết, chỉ có thay là thay cái phuộc thôi. Và trước khi ráp anh em ở mức 8 mặc định 8 hết nha, mình chỉnh về 8 số 8 hết. Rồi xài lông đền cao su cũ hết, rin hết nha. Đó cao su này. Rồi chập bụi, nhớ là cao su nó có hết nha. Và phục tin nó có cái nút chỉnh, anh em nhớ là xài cục tiếp dài nha, chứ tiếp ngắn nó sẽ cọ vào đây, nó sẽ gãy cái đồ chỉnh. Cho nên anh em dùng tiếp dài, anh em chỉnh tay trước, dặn tay trước rồi mới siết nha. Rồi nếu anh em bắn vô thì tầm 2kg thôi ha, 2kg ha, bắn ti ông nhúng cầm 2kg. Anh em ráp phục tin vô nhớ là cái đầu này nha, đầu nút chỉnh nha, đừng có để nó bị tay lên trúng nha. Đó anh em sẽ cho nó chịu lại. Đó, đỡ vô ghé ở trên trước, anh em dùng hai đầu gói ta đỡ lên ha, đỡ lên tao canh cho nó ngay lỗ ha. Rồi anh em xỏ rotin rồi phan xiết ở nha anh em,
ghé chữ A. Đó, anh em ghé chữ A ha. Rồi anh em bắt đầu mới siết ha. Mình bắt con nào mình dùng lực mình siết con đó ha. Rồi mình siết lực. Trong hai con chữ A càng ra A trên thì giờ mình siết con chân ống nhúng. Rồi con chân ống nhúng cũng vậy. Mình lấy xong mình phải siết lực. Còn chân ống nhúng thì nó 14 thì mình siết tầm 120 newton thôi ha. À, xong xuôi các bạn mới bắt ra con trên, xong xuôi hết hoàn chỉnh hết. Cây ống nhúng là hoàn chỉnh rồi bắt đầu ta mới ráp những cái bát dầu, bát dây điện rồi ha. Rồi anh em Innova phía sau mình khói mơ bánh cũng được ha, mình đội lên mình bắn ra nó dễ ha. Rồi cây sau ta rã, ta lấy cái cao su thôi nha. Rồi, lấy cao su tôi sẽ xài lại ha. Rồi lông đền cái đây để xài lại, còn ống nhúng thôi. Chập bụi rồi ta đã có rồi, phục tim rồi. Giờ ta ráp vô nè. Nhớ là lông đền, xong mới có cao su. Cao su xong tới cái một, nó có một cái lông đền nữa ha. À, lông đền có cái gờ này, gờ đó nó vô trong cái lỗ này, lỗ của vách sắt này ha, vách đó đây. Rồi mới tới cao su, tới lông đền. Lông đền nó ập lại nha mấy bạn. Phía sau cũng vậy nha, ta dùng tiếp dài nha, tại vì cái ti nó dặn nó khỏi bị trúng nha. Cái này vẫn bắn nha, ti này ta bắn tầm 1 kg thôi ha, ti nhỏ thì bắn 1 kg thôi. Rồi, rồi ta ráp vô ha. Hey.